Hầm đường bộ Hải Vân là hầm xuyên qua núi, thay thế cho đường đèo Hải Vân vốn có nhiều đoạn nguy hiểm cho giao thông. Với chiều dài là 6,28 km là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á. Hầm được khởi công xây dựng vào ngày 27 tháng 8 năm 2000 và khánh thành ngày 5 tháng 6 năm 2005. Với tổng chi phí cho toàn bộ dự án hầm đường bộ Hải Vân là 127 triệu 357 nghìn đô. Để giảm áp lực cho hầm Hải Vân 1, tháng 4 năm 2016 thì lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã đồng ý cho công ty cổ phần Đèo Cả triển khai cái dự án hầm đường bộ Hải Vân 2 với chiều dài là 6.292 m, được thiết kế với chiều rộng 9,7 m bao gồm hai làn xe rộng 7 m. Đường bộ hành nằm song song với hầm Hải Vân 1 với mức tổng đầu tư ban đầu là 26.154 tỷ đồng bao gồm giai đoạn 1 nâng cấp sửa chữa hầm Hải Vân 1 và giai đoạn 2 là tổ chức thi công hầm Hải Vân 2 với chiều dài toàn tuyến là 12,4 km. Ngày 11 tháng 1 năm 2021 thì hầm đường bộ Hải Vân 2 được đưa vào khai thác. Và sau đây là thời gian đóng hầm thì để mọi người lưu ý khi đi qua hầm nhé. Thời gian đóng hầm từ 3 giờ đến 4 giờ sáng để vệ sinh, sửa chữa, bảo trì các hạng mục hầm đường bộ Hải Vân. Cấm các xe tải và xe khách qua hầm Hải Vân từ 0 giờ đến 4 giờ sáng. Thời gian đóng hầm quy định cho tất cả các ngày trong năm. Trường hợp cần thiết đóng hầm ngoài thời gian quy định thì ban quản lý phải báo cáo với các cấp có thẩm quyền để quyết định, trừ một số trường hợp sự cố tai nạn xảy ra. Xong mặt xong mày ra nữa.